bà con nha. Hôm nay là lúa mình đang cắt nha bà con. Đây là lúa OM5451 có sử dụng phân bón con lười F22 của công ty Mùa Vàng nha bà con. Lúa này được 97 ngày. Bữa nay là mình cắt luôn nha. Đây, máy đang cắt đây. Đây là lúa OM5451 của anh Chính Thật ở ấp Cà Dâm, xã Tân Công Xính, huyện Tam Nông, Đồng Tháp nè các bạn ơi. Này lúa này sử dụng phân bón hiệu con lười của công ty Mùa Vàng nè. Các bạn ơi thấy lúa ơi. Được à? Đó. Lúa này của công ty Mùa Vàng này miếng đất này là sử dụng lần thứ hai rồi nè. Này vụ hè thu ngoài đông xuân này làm rồi cũng đạt lắm các bạn. Ví dụ này là thấy cũng được nữa. Miếng đất này là miếng đất lấy hết rất hết đất màu mỡ rồi nè, lấy hai tấc đất mặt rồi đó. Các bạn thấy sử dụng phân bón con lười lần thứ hai rồi nè. Đó. Đó, các bạn thấy thế nào thì các bạn thấy có hiệu quả thì các bạn làm thử để dành cho mình trải nghiệm á, cũng đỡ lắm các bạn, không đỡ chi phí phân thuốc trừ sâu lắm. Đây là lúa 5451 sử dụng phân bón con lười đầu tiên, sử dụng vụ đầu tiên. Lúa này được 86 ngày. Lúa này ở khu vực xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nha. Bốn bốn phần của con lười là bà con này. Mm-hmm.